tuyệt đối không rút bảo hiểm xã hội một lần nếu bạn chưa biết điều này. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần là cái lợi trước mắt mà bạn sẽ nhận được một khoản tiền để giải quyết cái nhu cầu tài chính. Tuy nhiên thì sẽ chịu thiệt hại rất nhiều bởi vì những lý do sau. Thứ nhất, rút tiền về thì sẽ bị ít hơn rất nhiều so với số tiền đóng. Cứ trung bình 1 năm đóng thì bạn sẽ bị lỗ 1 tháng lương. Thứ hai, thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ tính lại từ đầu nếu như tham gia lại. Như vậy sau này khi về hưu bạn sẽ nhận cái tỷ lệ lương hưu phần trăm thấp hơn so với những người đóng liên tục không rút. Không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khi bạn rút bảo hiểm xã hội một lần rồi thì khi về già bạn sẽ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh. Thứ tư, không được nhận tiền trợ cấp mai táng, tử tuất. Người đang đóng bảo hiểm xã hội mà không may bị tử vong thì sẽ nhận được tiền trợ cấp mai táng và tử tuất bằng 10 lần cái tháng lương cơ sở. Thứ năm, nếu mà rút bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc bạn đã từ bỏ đi cơ hội hưởng lương hưu khi mà hết tuổi lao động. Vậy nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ xem có nên rút bảo hiểm xã hội một lần không nhé. Cân nhắc thật kỹ nha.